tôi hát bài ca tăng xiềng tình yêu Hà Thành. Tôi cất lời thơ mộng mơ hòa tan trong gió. Lung linh yêu thương tràn về, vui tươi con tim rộn ràng. Uyên, dậy vặn sống lưng đi, con đi học. Dạ vâng. Tiếng bà chủ gọi tôi dậy đi học đấy. Bà chủ chu đáo với cả dãy trọ chứ chẳng riêng gì tôi đâu. À quên, không giới thiệu, tôi là Uyên, năm nay tôi 18 tuổi, là một đứa khá bướng bỉnh. Và cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, tôi là sinh viên năm nhất của một trường đại học. Ngày mới của tôi bắt đầu bằng buổi sáng đi học trên trường, buổi tối thì học bài, lướt Facebook, giết thời gian rồi đi ngủ thôi. Cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến một ngày. Tôi đi lễ Chúa Nhật. À quên nữa, tôi là người Công giáo, và điều hiển nhiên là sẽ đi lễ vào Chủ Nhật. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như sau lễ hôm đó tôi không gặp một chuyện. Đó không phải là chiếc điện thoại sao? Của ai để quên ấy nhỉ? Alo? Dạ alo, em chào chị ạ. Chị ơi, em là chủ nhân của số điện thoại này ạ. Hôm nay em đi lễ ở nhà thờ, em có để quên một chiếc điện thoại màu đen ở cuối nhà thờ. Chị có để cho em xin lại được không ạ? Hôm nào cậu đi lễ, để tôi mang trả. À thế thứ tư chị nhá, thứ tư chị lễ ở nhà thờ Hà Đông chị nhá. Ok. À chị ơi, chị cho em nhờ một việc được không ạ? Cậu nói đi. À vâng, chị soạn một tin nhắn rồi gửi tới tất cả các số ở trong danh bạ giúp em được không ạ? Nội dung? À vâng, chị soạn giúp em với nội dung là: thứ tư tuần này nhóm chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường, anh chị em có mặt lúc 18:30 để tập hát trước thánh lễ, xin cảm ơn anh chị em. Ok được rồi, thứ tư nhớ đi lễ, lễ xong gọi vào số này cho tôi. Dạ dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ. Em chào chị ạ. Không có gì. Vậy đấy, tự nhiên làm phúc phải tội. Thôi thì đang rảnh nhắn tin cũng đỡ buồn. Sao mà phiền quá, thôi đi ngủ. Alo. Dạ alo, chị ơi, chị đang ở đâu ạ? Tôi đang ở cuối nhà thờ rồi. Dạ em cũng đang ở cuối nhà thờ đây, chị đang đứng ở đâu ạ? Là cậu. Lão hàng xóm của tôi. Rồi ạ, lão học cùng trường tôi, hơn tôi 2 tuổi. Tôi xấu hổ đỏ cả mặt, may mà có bóng tối nên cũng đỡ ngại. Điện thoại của anh đây ạ. Ừ, anh cảm ơn em nhiều nhé. À hay là bây giờ vẫn còn sớm, hay là em vào sinh hoạt chung với nhóm anh đi. Nhưng tôi muốn từ chối, nhưng tim đập nhanh quá, hồi hộp. Bình tĩnh nào Uyên, bình tĩnh. Thôi còn chần chừ gì nữa, đi vào sinh hoạt chung với anh đi. Đi thôi. Thế là lão dẫn tôi vào sinh hoạt chung với nhóm của lão ấy. Buổi tối cũng khá là thú vị và thật ý nghĩa đối với tôi. Một buổi tối sinh hoạt để lại cho tôi thật nhiều cảm xúc. Những ngày sau đó, lão đưa tôi đi chơi hết chỗ này chỗ nọ, cùng đi ăn, đi sinh hoạt nhóm nữa. Dường như cuộc sống tẻ nhạt trước đây của tôi đang thay đổi. Ê, dậy rồi à? Hôm nọ đi sinh hoạt có vui không? Cũng bình thường ạ.
được anh rửa chân cho cũng bình thường. À, anh bảo này, sắp tới nhóm Hà Thành lễ truyền thống đấy, à, anh đăng ký cho em rồi đấy, đi nhá. Ơ, nhưng em đã đồng ý đâu. Kệ em chứ, bây giờ anh đăng ký, anh tải cái lịch lên Facebook rồi đấy, em lên xem nhá. Anh đi đây. Cái lão hâm này.